Chào các con học sinh lớp 2. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay, cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Cánh Diều, tập 2. Bài 89, luyện tập chung, trang 76. 77. Trước tiên, chúng ta làm bài tập 1, tính. Bài tập 1, chúng ta làm vào vở ô ly. Câu A. 432 cộng 257. Chúng ta thực hiện cộng từ phải sang trái. 2 cộng 7 bằng 9, viết 9. 3 cộng 5 bằng 8, viết 8. 4 cộng 2 bằng 6, viết 6. 432 cộng 257 bằng 689. 192 cộng 406. 2 cộng 6 bằng 8, viết 8. 9 cộng 0 bằng 9, viết 9. 1 cộng 4 bằng 5, viết 5. 192 cộng 406 bằng 598. 994 trừ 770. Chúng ta thực hiện trừ từ phải sang trái. 4 trừ 0 bằng 4, viết 4. 9 trừ 7 bằng 2, viết 2. 9 trừ 7 bằng 2, viết 2. 994 trừ 770 bằng 224. Câu B. 248 cộng 134. 8 cộng 4 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 4 cộng 3 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. 2 cộng 1 bằng 3, viết 3. 248 cộng 134 bằng 382. 594 cộng 132. 4 cộng 2 bằng 6, viết 6. 9 cộng 3 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 5 cộng 1 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 594 cộng 132 bằng 726. 481 trừ 136. 1 không trừ được 6, lấy 11 trừ 6 bằng 5, viết 5, nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4. 8 trừ 4 bằng 4, viết 4. 4 trừ 1 bằng 3, viết 3. Bài tập 1 vừa rồi chúng mình đã thực hiện các phép tính cộng. Bài 2, đặt tính rồi tính. Ở bài tập 2 này là có 3 cột phép tính. Chúng ta sẽ thực hiện các phép tính cộng và các phép tính trừ. Chúng ta làm vào vở ô ly. Cô giáo có phép tính cộng. 249 cộng 128. Cô đặt tính. Cô viết số hạng thứ nhất 249. Viết dấu cộng bên trái giữa hai số hạng. Viết số hạng thứ hai dưới số hạng thứ nhất 128. Viết dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Cộng từ phải sang trái, 9 cộng 8 bằng 17, viết 7, nhớ 1. 4 cộng 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 2 cộng 1 bằng 3, viết 3. 249 cộng 128 bằng 377. 859 trừ 295. Cô giáo đặt tính. 859 trừ 295 chúng ta trừ từ phải sang trái. 9 trừ 5 bằng 4, viết 4. 5 không trừ được 9, lấy 15 trừ đi 9 bằng 6, viết 6, nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3,
8 trừ 3 bằng 5, viết 5. 859 trừ 295 bằng 564. 175 trừ 64 5 trừ 4 bằng 1, viết 1. 7 trừ 6 bằng 1, viết 1. Hạ 1, viết 1. 175 trừ 64 bằng 111. Tiếp theo, 172 cộng 65. 2 cộng 5 bằng 7, viết 7. 7 cộng 6 bằng 13, viết 3, nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, viết 2. 172 cộng 65 bằng 237. 171 trừ 8. 1 không trừ được 8, lấy 11 trừ 8 bằng 3, viết 3, nhớ 1. 7 trừ 1 bằng 6, viết 6. Hạ 1, viết 1. 171 trừ 8 bằng 163. 360 trừ 170. 0 trừ 0 bằng 0, viết 0. 6 không trừ được 7, lấy 16 trừ 7 bằng 9, viết 9, nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1, viết 1. 360 trừ 170 bằng 190. Bài tập 2 chúng ta đọc. Bài 3, bạn gấu phải đi qua các vị trí ghi phép tính có kết quả lần lượt là 100, 300, 500, 700, 900, 1000. Để về nhà bạn voi, hãy chỉ đường giúp bạn gấu. Chúng ta quan sát tranh, chúng ta thấy đây là bạn gấu. Bạn đang đứng ở nhà bạn cạnh nhà bạn gấu. Và đây là bạn voi, bạn đang đứng cạnh nhà bạn voi. Bạn gấu phải đi qua các vị trí có phép tính, có kết quả các phép tính như chúng ta vừa mới nêu. Bây giờ chúng mình sẽ chỉ đường để bạn gấu đi đến nhà bạn voi. Muốn biết bạn gấu đi đường nào để đến nhà bạn voi thì chúng ta phải tính kết quả của các phép tính cộng và các phép tính trừ ở trên đường đi này. Sau đó chúng ta nối 100, 300, 500, 700, 900, 1000 để đến nhà bạn voi. 200 trừ 100 bằng 100. 800 trừ 100 bằng 700. 500 cộng 400 bằng 900. 650 cộng 50 bằng 700. 200 cộng 800 bằng 1000. 200 cộng 100 bằng 300. 1000 trừ 500 bằng 500. 827 trừ 27 bằng 800. 800. Sau khi chúng ta đã tính được kết quả của các phép tính cộng và phép tính trừ
Trên đường đi của bạn gấu đến nhà bạn voi, bây giờ chúng mình hãy nối các kết quả lại. Đấy. Đầu tiên lần lượt nhé, lần đầu tiên là 100, phải không? Như vậy trên đường nhà bạn gấu là 100. Như vậy chúng ta nối đến 100 này. 100 đến 300. À như vậy đây. Từ nhà bạn gấu đến 100 này, rồi đến 300. 300 rồi đến 500. À như vậy kết quả 500 đây. Ta đi đến phép tính 500. 500 rồi đến 700. Đấy, chúng ta lại nối tiếp đến 700. 700 rồi đến 900. Đấy, chúng ta nối đến phép tính 900. 900 rồi đến 1000. Đấy, 1000. Từ đây 1000 vào đến nhà bạn. À, đến nhà bạn gì nhỉ? À, bạn voi. Đấy, cô giáo chỉ lại đường từ nhà bạn gấu đến nhà bạn voi. Đấy, từ đây đến đây. Đến đây. Đến đây. Đến đây. Đến đây. Và đến nhà bạn voi. Như vậy vừa rồi chúng mình đã thực hiện các phép tính cộng và phép tính trừ để chúng ta tìm được các bài 4. Anh cao 145 cm, em thấp hơn anh 19 cm, hỏi em cao bao nhiêu cm. Bài toán cho biết chiều cao của anh là 145 cm, cho biết em thấp hơn anh 19 cm. Bài toán hỏi em cao bao nhiêu cm. Muốn biết em cao bao nhiêu cm thì chúng ta lấy chiều cao của anh là 145 trừ đi phần thấp hơn, tức là phần ít hơn, trừ đi 19 thì sẽ ra chiều cao của em. Cô giáo trình bày bài toán như sau. Em cao số cm là 145 trừ 19 bằng 126 cm, đáp số 126 cm. Bài toán 4 vừa rồi chúng ta thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000, và bài toán này có liên quan đến đơn vị đo chiều dài. Bài 5. Ở một bảo tàng sinh vật biển, buổi sáng có 219 lượt khách đến tham quan, buổi chiều có nhiều hơn buổi sáng 58 lượt khách. Hỏi bảo tàng đã đón bao nhiêu lượt khách đến tham quan vào buổi chiều. Quan sát tranh chúng ta thấy đây là bảo tàng sinh vật biển. Ở bảo tàng này buổi sáng có 219 lượt khách đến tham quan. Số lượt khách buổi chiều đến tham quan nhiều hơn buổi sáng 58 lượt khách. Bài yêu cầu chúng ta tính được là buổi chiều bảo tàng đã đón bao nhiêu lượt khách đến tham quan. Vì số lượt khách buổi chiều nhiều hơn buổi sáng 58 lượt khách. Đây chính là bài toán về nhiều hơn. Như vậy, muốn biết buổi chiều đón bao nhiêu lượt khách đến tham quan thì chúng ta lấy số lượt khách của buổi sáng cộng với số nhiều hơn, tức là lấy 219 cộng với 58. Và cô giáo giải bài toán vào vở ô ly như sau. Buổi chiều cửa hàng đã đón số lượt khách đến tham quan là 219 cộng 58 bằng 277 lượt, đáp số 277 lượt khách. Các con thân mến, tiết luyện tập trung hôm nay chúng mình đã thực hiện các phép tính cộng và phép tính trừ có nhớ trong phạm vi 1000. Chúng ta cũng được giải các bài toán có lời văn có liên quan đến phép cộng và phép trừ trong phạm vi 1000. Giờ học của chúng